Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ngài cũng thừa biết là chúng ta sẽ phạm tội ở trong đời sống của chúng ta. Và những tội lỗi đó, Chúa có thể giải quyết. Và Ngài đã công bố sự tha thứ của Ngài trước khi chúng ta phạm tội. Ngài cứu chúng ta trước buổi sáng thế ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài chọn chúng ta trước buổi sáng thế ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Có nghĩa là Chúa nhận đã định khi kế hoạch của Ngài là tha thứ cho chúng ta. Và Ngài chờ đợi chúng ta khi chúng ta phạm tội, chúng ta quay trở về thì Chúa Ngài liền tha thứ cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta được sống trong ân điển của Chúa là chúng ta cứ tự do phạm tội. Nhưng mà khi hiểu được rằng Chúa yêu chúng ta đến độ như vậy và Ngài sẵn sàng tha thứ chúng ta, thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách mạnh mẽ hơn trong cám dỗ trong đời sống, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa biết hết tất cả mọi sự và chúng ta không lợi dụng cũng như là chúng ta xem thường tình yêu và ân điển của Ngài. Và chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẵn sàng phục hồi chúng ta. Và Chúa Ngài đã bày tỏ điều đó khi Ngài đeo đuổi một môn đồ mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã báo trước rằng ông sẽ bị sàng sải. Mà rồi thì Chúa Ngài cũng hứa cho ông là ông sẽ có cớ để vấp phạm và ông sẽ chối Chúa. Nhưng mà Chúa Ngài cũng báo trước rằng khi ông được phục hồi, ông có thể dùng cái kinh nghiệm đó để khích lệ anh em của mình. Và việc đã xảy ra đúng như vậy. Nên chúng ta thấy rằng Chúa Ngài, cái sự tha thứ của Ngài nó kéo dài suốt cả cuộc đời của chúng ta, của quá khứ, của tương lai và của hiện tại. Tại vì Chúa của chúng ta Ngài là đấng toàn tại, Ngài là ta là, như chúng ta đã học ở trong tối hôm qua. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học Đức Chúa Giêsu xứng đáng để chúng ta tin và đi theo Ngài. Đây là một cái bài học mà tôi tin rằng rất là thiết thực cho mỗi một chúng ta. Bởi vì Chúa Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài để chúng ta có thể thấy rằng Ngài xứng đáng để chúng ta tin và chúng ta đi theo Chúa. Đi theo sự dẫn dắt của Chúa, đi theo đường lối Chúa Ngài dạy dỗ chúng ta, sự kêu gọi của Ngài. Vì Chúa Ngài cũng sẽ yểm trợ chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Và câu gốc của chúng ta trong buổi tối hôm nay được tìm thấy ở trong Công vụ chương 4 câu số 12. Công vụ chương 4 câu số 12. Đây là một câu kinh thánh khá quen thuộc với chúng ta. Thì có thể là trong bản hiệu đính nó có khác một vài chữ, nhưng anh chị em chúng ta cùng tập ghi nhớ câu kinh thánh này trong Công vụ chương 4 câu số 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Công vụ chương 4 câu số 12. Cảm ơn Chúa. Và để chúng ta khích lệ nhau là học một cái kỷ luật rất là quan trọng trong đời sống của một cơ đốc nhân, đó là học ghi nhớ lời của Chúa. Thì anh chị em chúng ta đã có ba câu gốc mà chúng ta đã học thuộc lòng. Thì ai nhớ câu đầu tiên trong thời gian này có thể đứng lên mà chúng ta trả câu gốc đó để khích lệ các anh chị em khác. Thi Thiên 25 câu số 4. Đây cũng là câu chủ đề của câu gốc, chủ đề của Thánh Kinh mùa hè của chúng ta. Chị Thu. Thi Thiên 25 câu 4. Okay. Có ai khác? Câu Thi Thiên 25 câu 4. Ôi, muốn trả luôn ba câu. Yeah. Mời chị. Okay.
Đoạn 1 câu 14. Yeah. Good. Ok, có ai khác? Cả ba câu. Dạ, cô Linda. Dùng okay. Okay. Một câu mười. Very good. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào than phiền là lúc này đầu óc nó hay quên. Tôi tin rằng cái gì chúng ta thấy xứng đáng để nhớ đó, thì chúng ta sẽ nhớ. Chúng ta thấy rằng nó quan trọng thì chúng ta sẽ nhớ. Bởi vì bằng chứng mà tôi thường dùng để nhắc anh chị em đó là có những cái đối với chúng ta quan trọng. Bằng lái xe, số an ninh xã hội, số tài khoản của chúng ta trong ngân hàng. Thứ đó chúng ta thấy rằng đối với chúng ta quan trọng. Thành ra chúng ta học thuộc lòng. Thì khi chúng ta thấy lời Chúa là quan trọng và chúng ta cố gắng học thuộc lòng thì chúng ta thấy chúng ta cũng nhớ được. Có thể ban đầu thì nó bị rỉ sét đó, tại vì lâu ngày mình không có xài, không có sử dụng. Nhưng mà chúng ta càng sử dụng chừng nào thì chúng ta thấy nó càng nhạy bén trở lại chừng đó. Ok, tối hôm nay chúng ta sẽ học chuyên đề thứ tư này. Đây là một cái phần kinh thánh như tôi đã nói, nó gần với cuộc sống của chúng ta bởi vì nó đụng đến những cái điều hiện tại trong đời sống của chúng ta. Phần kinh thánh căn bản của chúng ta tối hôm nay là Công vụ chương 3, câu 1 cho đến chương 4, câu số 24. Biết rằng đây là phần kinh thánh khá dài, nhưng mà xin anh chị em chúng ta cùng theo dõi để rồi chúng ta cùng nhau rút tỉa những cái bài học ở trong phần kinh thánh này, ở trong ơn của Chúa. Tôi đang sử dụng một cái bản kinh thánh mới mà có song ngữ tiếng Anh, tiếng Việt. Cho nên các cái cột tự chữ nó cũng hơi lộn xộn cho tôi, thật ra anh chị em kiên nhẫn. Câu vụ các sứ đồ, chương 3, câu 1 cho đến chương 4, câu số 24. Bây giờ Phi-rơ và Giăng đến cùng lên đền thờ vào buổi cầu nguyện 3 giờ chiều. Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, hàng ngày được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ gọi là cửa đẹp để xin tiền những người vào đền thờ. Thấy Phi-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, anh ta xin hai ông bố thí. Phi-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói, hãy nhìn vào chúng tôi. Anh chăm chú nhìn hai ông với hy vọng sẽ nhận được chút gì. Nhưng Phi-rơ nói với anh, tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi sẽ cho anh. Nhân danh Đức Giê-xu Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Phi-rơ nắm tay phải anh và đỡ dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá của anh trở nên cứng vững. Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Khi tất cả dân chúng thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời, họ nhận ra chính anh là người đã ngồi tại cửa đẹp của đền thờ để xin bố thí, thì kinh ngạc và sửng sốt về việc đã xảy đến cho anh. Trong lúc anh đang níu lấy Phi-rơ và Giăng, tất cả dân chúng đều kinh ngạc và đổ xô đến với họ tại nơi gọi là hành lang Salomon. Thế vậy, Phi-rơ liền nói với dân chúng, thưa những người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc này? Sao anh em nhìn chăm chúng tôi như thể chúng tôi đã nhờ quyền năng và đạo đức riêng của mình mà khiến người này đi được? Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã tôn vinh đầy tớ Ngài là Đức Giê-xu, đấng mà anh em đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi ông ấy có ý định tha Ngài. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin tha cho mình một kẻ sát nhân. Anh em đã giết Chúa của sự sống, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại. Chúng tôi là những nhân chứng cho điều đó. Chính đức tin ở trong danh Ngài đã làm cho người mà anh em thấy
và biết đây được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người này hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy. Thưa anh em, bây giờ tôi biết anh em là những người lãnh đạo của và những người lãnh đạo của anh em đã làm điều ấy vì thiếu hiểu biết. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách ấy để làm ứng nghiệm lời Ngài đã báo trước qua môi miệng của nhà tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Vậy anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi, hầu cho các kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và Ngài sai Đấng Christ, tức là Đức Chúa Giêsu Đấng đã được chỉ định trước đến với anh em. Đấng ấy phải được giữ lại trên trời cho đến kỳ muôn vật phục hồi, như Đức Chúa Trời đã phán qua miệng của các nhà tiên tri thánh từ nghìn xưa. Thật vậy, Môi-se có nói, Chúa là Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ dấy lên trong danh các ngươi một đấng tiên tri như ta, và các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài phán bảo. Nếu ai không nghe, đấng tiên tri ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Tất cả các nhà tiên tri từ Samuel cho đến các vị kế tiếp khi nói tiên tri cũng đều rao truyền những ngày này. Anh em là con cháu của các nhà tiên tri và của giao ước của Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán với Abraham, mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước. Đức Chúa Trời đã giấy đầy tớ của Ngài lên và phái Ngài đến với anh em trước tiên để ban phước cho anh em bằng cách khiến mọi người trong anh em lìa bỏ đường lối gian ác của mình. Trong khi Phi-rơ và Giăng đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên quản lý đền thờ, những người Sa-đu-xê kéo đến. Họ bực tức vì hai ông dạy dỗ dân chúng và công bố rằng Đức Giê-xu có sự sống lại từ cõi chết. Họ bắt hai ông giam vào ngục cho đến ngày hôm sau, vì lúc ấy trời đã tối. Mặc dù vậy, có nhiều người trong số họ đã nghe lời Chúa thì tin, số năm tín hữu lên đến 5,000. Ngày hôm sau, các nhà lãnh đạo, các trưởng lão, các thầy thông giáo họp tại Jerusalem cùng với Anne là thầy tế lễ thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và tất cả những người thuộc về gia đình thầy tế lễ thượng phẩm. Họ bắt hai ông đến đứng giữa họ và tra hỏi nhờ quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các anh làm điều này. Bây giờ Phi-rơ được đầy dạy Đức Thánh Linh nói rằng, thưa các vị lãnh đạo và quý trưởng lão, nếu hôm nay tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật và bằng cách nào người này được chữa lành, thì xin tất cả quý vị và toàn dân Israel hãy biết rằng nhờ danh của Đức Chúa Jesus Christ người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, chính nhờ danh ấy mà người này được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quý vị đây. Vì Ngài là hòn đá bị các ông là những thợ xây nhà loại ra, nhưng lại trở nên hòn đá gốc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Khi thấy sự dạng dĩ của Phi-rơ và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người què được chữa lành đứng bên cạnh hai ông, nên họ không có lời gì để phản bác được. Sau khi bảo hai ông rời khỏi hội đồng, họ bàn luận với nhau rằng chúng ta phải làm gì với mấy người này, vì mọi người ở Jerusalem đều biết họ thật đã làm một phép lạ hiển nhiên và chúng ta không thể chối cãi được. Tuy nhiên, để việc đó không đồn ra trong dân chúng thêm nữa, chúng ta hãy cảnh cáo họ không được lấy danh đó giảng dạy bất cứ ai nữa. Vậy, họ gọi hai ông vào và cấm nhân danh Đức Giê-xu mà nói hay dạy nữa. Nhưng Phi-rơ và Giăng trả lời, xin các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe. Sau khi tiếp tục hăm dọa, họ thả hai ông ra, không tìm cách để trừng phạt hai ông vì sợ dân chúng, bởi tất cả đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Người đàn ông đã được phép lạ chữa lành đó đã ngoài 40 tuổi. Sau khi được thả ra, hai ông đến với anh em mình và thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão nói. Nghe xong, họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật ở trong đó. Cảm ơn Chúa. Thì một phần Kinh Thánh cho chúng ta thấy một cái phép lạ rất là ly kỳ xảy ra. Chúng ta cũng thấy cái lý do tại sao mà của Do Thái giáo trong lúc bây giờ họ ngăn cấm, họ hăm dọa, không cho Phi-rơ và Giăng rao giảng danh Đức Giê-xu cũng như là nhân danh Chúa mà dạy dỗ và hành động. Thì chúng ta thấy rằng
Đức Chúa Giêsu xứng đáng để chúng ta tin theo Ngài, dù có những lúc đó không phải là việc mà chúng ta thấy rằng dễ dàng, cũng không phải là việc mà được nhiều người ham thích hay là phổ biến, nhưng mà chúng ta thấy rằng các ông đã chọn bước đi với Chúa bởi vì họ đã từng trải kinh nghiệm Chúa một cách phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Theo bạn thì một người cảm thấy thế nào khi Chúa Giêsu đến gần và kêu gọi hãy theo ta? Ví dụ như có mà Chúa đến với chúng ta và Chúa bảo hãy theo ta, thì anh chị em thấy rằng cái người đó sẽ cảm thấy như thế nào? Phước hạnh. Ok, cảm ơn Chúa. Có ai cảm thấy sợ không? Dạ. Ok, cảm ơn Chúa. Có điều nào khác anh chị em thử suy nghĩ nếu mình ở trong cái hoàn cảnh đó? Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa vì chúng ta ngày hôm nay là những người theo Chúa, chúng ta thấy rằng là đây là một cái đặc ân cho chúng ta. Khi chúng ta được Chúa ngày đến và kêu gọi chúng ta là hãy theo ta. Dĩ nhiên là chúng ta đã học những phần kinh thánh mà trước đây những con người như Phi-rơ, Andre, Gia-cơ, Giăng thì họ chưa có. Họ chưa thấy những phép lạ Chúa làm ở trong cái thời điểm đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài đã hiện ra, Ngài đã đến với họ, Ngài đã làm những công việc lạ lùng mà chúng ta thấy rằng họ đã kinh nghiệm Chúa một cách sâu sắc, kinh nghiệm Chúa một cách rất là hiển thực. Và chúng ta thấy đến cái mức độ khi Phi-rơ ông trong cái giây phút đó, ông nhìn thấy cái mẻ lưới khổng lồ mà Chúa cho ông đã bắt được. Thì chúng ta thấy ông nhận biết đấng mà đang đứng trước mặt ông không phải là một con người tầm thường, cũng không chỉ là một thầy giáo, một rabbi, nhưng mà Ngài phải là đấng toàn năng. Bởi vì những điều không thể đã xảy ra. Họ đã đánh cá suốt đêm mà không được con nào. Và đó là những người đánh cá chuyên nghiệp như anh chị em, chứ không phải là như chúng ta amateur lâu lâu xách cần câu đi ra câu cá. Đây là cái nghề của họ, họ sống bằng cái nghề này. Nhưng mà họ đã thất bại, được một vài con thì cũng còn có giống như an ủi. Nhưng mà đánh suốt đêm không được một con nào hết. Vậy mà Chúa bảo đã sáng rồi, sau khi Chúa nghe giảng dạy rồi, tức là ánh sáng mặt trời đã lên cao. Giờ đó thì chắc là cá, vì mặt trời lên cao, nóng nó không có ở gần ở trên nữa. Mà nó có thể nó đi đến một cái vùng nào mà nước nó mát hơn. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa bảo thả lưới xuống, thì ông đã bắt được rất là nhiều cá. Thì như vậy chúng ta thấy rằng bởi việc Chúa Giêsu Ngài bày tỏ ra cho họ những cái công việc mà họ đã trải nghiệm được Chúa, cho nên khi Chúa Ngài kêu gọi hãy theo ta, thì chúng ta thấy rằng họ đã đáp ứng lại theo như sự kêu gọi của Chúa. Và đây là một cái sự lựa chọn rất là quyết liệt. Nhưng ngay từ đầu chúng ta thấy Chúa Ngài làm những công việc quyền năng để chứng tỏ Ngài đáng tin cậy với tư cách là một người lãnh đạo. Ngài cũng chứng tỏ cho họ biết Ngài là Chúa toàn năng, có thể yểm trợ họ, có thể chu cấp họ. Họ đi theo Chúa thì sẽ không thiếu điều gì hết. Chúa Ngài cũng đã bày tỏ quyền năng của Ngài, đó là Ngài có thừa quyền năng để có thể đi trên mặt nước, giữa bão tố để đến gần họ. Ngài có thừa quyền năng để có thể giúp đỡ cho họ. Thì chúng ta thấy cái quyết định của họ có một cái cơ sở. Cái điều này cũng là điều mà chúng ta cần phải có trong đời sống của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta hãy đặt một cái mục tiêu là chúng ta đi theo Chúa đó, chúng ta phải kinh nghiệm Ngài, chứ không thỏa lòng với cái việc được nghe kể về Chúa mà thôi. Đó là lý do mà trong sự giảng dạy và sinh hoạt của Hội Thánh ở tại đây, chúng tôi luôn luôn đẩy anh chị em đi về hướng đó. Đừng lệ thuộc vào tôi mà thôi trong việc nghiên cứu lời của Chúa rồi giảng cho anh em. Hãy học cho chính mình. Chúng ta hãy bước đi với Chúa, bởi vì sẽ có những lúc tôi không có ở gần anh chị em để cầu nguyện cho anh chị em. Mà anh chị em phải cầu nguyện cho chính mình. Nếu chúng ta không quen thuộc, không tương giao với Chúa một cách ngọt ngào trong lúc mà mọi việc đang suôn chảy đó, thì coi chừng khi hoạn nạn hay là khó khăn đến, chúng ta không có sức để chúng ta cầu nguyện.
mà chúng ta cũng không có đủ đức tin, mà chúng ta nói rằng chuyện này quá lớn nếu không có một cái quá trình bước đi với Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, như những con người này, họ đã đối diện với những cái thách thức rất là lớn mà chúng ta thấy rằng họ có thể đứng vững được bởi vì họ kinh nghiệm Chúa của mình. Và luôn cả như chúng ta thấy Phi-rơ, khi ông nương tựa vào trong sức riêng của mình, ông đã thất bại. Bởi vì ông là một cái người rất là mạnh mẽ đi theo Chúa và dám tuyên bố rằng đồng tù, đồng chết với Chúa. Và ông đã bày tỏ điều đó. Nhưng mà cái giây phút ông theo Chúa xa xa, ông ngồi với những người không thuộc về Chúa, thì chúng ta thấy rằng trong cái hoàn cảnh đó, cánh cửa, cơ hội để ông chối Chúa, nó đã đến và ông đã vấp một cái rất là tức tưởi. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa là ông đã được Chúa nghe báo trước điều đó. Cho nên ông cũng kinh nghiệm rằng Chúa nghe thấy hết tất cả mọi sự mà Ngài biết hết tất cả mọi sự. Và Chúa Ngài đã chi tiết trong việc đánh dấu cái giây phút đó bằng tiếng gà gái. Hôm nay trước khi gà gái, người sẽ chối ta không phải một lần, hai lần mà đến ba lần. Rồi ông được Chúa nghe phục hồi khi Chúa hỏi ông ba lần, người yêu ta chăng? Thì chúng ta thấy cái quá trình đó đã khiến cho Phi-rơ kinh nghiệm Chúa và bước đi với Ngài một cách rất là hiển thực. Điều này cũng phải có trong đời sống của chúng ta. Và anh chị em, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, nhất là lời của Chúa báo chúng ta biết rằng càng trong thời kỳ cứu rốt, thì chúng ta càng phải gây dựng đức tin của mình một cách mạnh mẽ. Như tôi đã nói với anh chị em, sẽ có những điều giả dối xảy ra mà nó rất là thật. Hôm qua tôi coi một cái bản tin là có một người mẹ bị kẻ gian nó lấy tiếng giọng nói của con gái của chị. Rồi qua cái gọi là sự thông minh nhân tạo đó, artificial intelligence đó, nó giải giọng đứa nhỏ, nó giải giọng của con gái của chị. Rồi tiếng khóc đúng như là giọng của con của mình, để nói rằng con của chị đã bị bắt cóc và nó đòi tiền rất là cao. Chị nghe và chị tin hoàn toàn đó là con của mình, bởi vì cái giọng của con của mình. Nhưng mà không phải con của mình, nó là từ một cái computer. Thì những cái chuyện giả mạo như vậy, chúng ta thấy người ta đang khai thác và sử dụng trong một số những góc cạnh xấu này. Thì chúng ta thấy nó đã như vậy, nó còn hứa hẹn với chúng ta còn những cái điều tinh vi hơn. Cho nên chúng ta thấy lời của Chúa báo cho chúng ta biết đó là ở trong những ngày cuối rốt sẽ có những cái chuyện rất là lạ. Và cái sự lừa dối nó cũng sẽ rất là lớn. Nên chúng ta phải kinh nghiệm Chúa đến một cái mức độ mà chúng ta phải quen thuộc với Ngài. Như tôi kể với Hội Thánh của Chúa, và tôi muốn nhắc lại điều này để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của việc chúng ta phải kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân đó. Tôi nhớ khi Facebook vừa mới thịnh hành, thì thấy các em thanh niên ở trong Hội Thánh nó là thành viên của Facebook mà có một cái nhu cầu là các em đi học ở xa thì cần phải được chăm sóc. Vì cái mạng xã hội là một trong những cái phương tiện, thì chúng tôi liền ghi danh để vào trong Facebook. Thì có một cái hiệu ứng nó xảy ra, đó là các em biết là mục sư lên Facebook, thì chúng nó dọn dẹp cái trang chúng nó, những cái lời phát biểu cái gì nó thấy rằng không thể để cho mục sư Khánh thấy được, nó dọn dẹp sạch sẽ hết. Nhưng mà nó cũng có một cái nguy hiểm nó xảy ra, đó là cái người đã giả lấy tên của tôi để đi mượn tiền những người thân quen ở trong danh sách của những người đó. Thì trước tiên đó là nó vô nó lấy ở trong cái danh sách của những người mà là bạn của tôi đó, rồi nó liên lạc. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì tôi đang ngồi từ Oslo, Na Uy để bay về New York trước khi về Houston. Thì 7 tiếng đồng hồ đó là bao nhiêu việc nó xảy ra mà tôi ở trên máy bay thì không có lăn sóng, không có sóng để mà vào trong Facebook. Khi máy bay vừa đáp ở tại New York thì tôi thấy có một lời nhắn tin của một thanh niên ở tại Oslo, mục sư Khánh, account của mục sư đã bị người ta kẻ gian nó lấy rồi. Thì một lúc sau thì tôi nghe những cái lời nhắn tin bắt đầu, bởi vì khi có sóng điện thoại trở lại thì bao nhiêu lời nhắn tin nó nhắn. Thì con gái của tôi là Khánh Linh là nhắn tin và nói ba có người đã giả là ba để nói chuyện với con. Thì nó nói nhưng mà con biết liền là không phải là ba.
Tại vì trong đó, cái người đó nhắn tin cho Khánh Linh và để cái nick là tôi, hỏi khỏe không? Thì Khánh Linh liền nói rằng cái này không phải ba của mình. Thì ba không bao giờ nói chuyện với mình một cách trỏng trỏng như vậy. Hoặc là con khỏe không, hay là Khánh Linh con có khỏe không? Chứ không bao giờ gọi là nói chuyện với con của mình mà khỏe không như vậy. Thì cháu lập tức là tắt máy và không có nhận cái kết bạn của cái người đó. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em cái ý này. Đó là chúng ta phải thân quen với Chúa đủ để chúng ta biết cách Chúa nói. Bởi vì càng đọc lời của Chúa, càng tương giao gần gũi với Chúa đó, chúng ta còn thấy Chúa có cái cách để Ngài nói. Và khi chúng ta nghe một cái lời nói mà nó không có giống như là cái cách mà Chúa Ngài đã nói trong Kinh Thánh đó, thì chúng ta có thể nhận biết đó là đồ giả liền. Thì đây là một cái chỗ rất là quan trọng. Câu chuyện khi nãy tôi kể cho anh chị em đó, cuối cùng trong câu chuyện người mẹ này nghe kẻ gian đã giả giọng con của mình mà nó rất là chính xác, bởi vì AI nó đã lấy cái giọng nói của con và nó bắt đầu nói thêm và phát âm giống, rất là giống như con của mình. Chỉ trừ ra nó không làm được, đó là có những cái tiếng lóng và có những cái từ ngữ mà chỉ trong gia đình mới nói với nhau. Thì chị liền nhận biết, ồ cái này không phải là con của mình. Thì cũng vậy, anh chị em, trong những ngày sau rốt này chúng ta càng phải biết Chúa càng hơn. Và lời của Chúa cũng báo cho chúng ta biết, vì tội lỗi thêm nhiều cho nên lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ nguội dần. Bởi vì sẽ có những thứ nó làm cho chúng ta bị lôi cuốn. Thì xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta càng phải xích gần với Chúa càng hơn. Học hỏi lời của Chúa, gần gũi tương giao với Ngài, để chúng ta có thể nhận diện tiếng của Chúa và tiếng của ma quỷ, cũng như tiếng của những kẻ giả mạo nghe tức khắc. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học, để chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài xứng đáng để hàng ngày chúng ta đi theo Ngài. Từ công vụ chương 3, từ câu 1 cho đến câu số 10. Chúng ta thấy Phi-rơ và Giăng đang ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của họ. Đó là họ đi lên đền thờ để cầu nguyện. Và chính ở trong cái sinh hoạt hàng ngày này, thì Chúa Ngài đã chứng minh rằng Ngài xứng đáng để họ có thể bước đi với Chúa hàng ngày trong cuộc đời. Anh chị em, nếu chúng ta đi với Chúa mà cái kinh nghiệm của chúng ta đặc biệt về Chúa đó, nó chỉ liên quan đến những ngày lễ đặc biệt như là Giáng sinh, như là Phục sinh đó, thì chúng ta nguy hiểm. Bởi vì còn những ngày khác thì sao? Đức Chúa Trời mà chúng ta cần kinh nghiệm là Đức Chúa Trời chúng ta sống với Ngài mỗi ngày trong cuộc sống. Và cái việc mà Chúa Ngài làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta, như Chúa Ngài làm xuyên qua Phi-rơ và Giăng tại đây để giúp một người có nhu cầu đó, phải là việc mà nó rất là gần và nó quen thuộc với chúng ta. Nó phải là việc hàng ngày của chúng ta. Có như vậy chúng ta mới thật sự là những người theo Chúa một cách gần gũi. Còn nếu Chúa mà chúng ta chỉ biết, chỉ nghe nói về Chúa và để tâm đến Ngài trong những ngày lễ đặc biệt mà thôi đó, thì chúng ta sẽ biết Chúa một cách rất là giới hạn. Và tôi thường nói với anh chị em, Hội Thánh truyền thống ấy, thì chúng ta rất là giỏi với việc này. Trong năm đó là chúng ta có những cái ngày gọi là những ngày lễ đặc biệt. Thì ngày đó là đầu óc của chúng ta là tập trung vào Chúa. Nhưng mà qua rồi một cái là chúng ta xếp lại, chúng ta để năm tới chúng ta nghĩ về Chúa tiếp. Những ngày đó, thí dụ như lịch của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng khi tôi lớn lên đó, đây là một trong những điều mà rất là thường xuyên. Đến khoảng tháng 10, thì bên phía bên họ ngoại của tôi, Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Tân Châu, thì có hai bên tập trung nhiều con cái của Chúa thuộc về hai dòng của gia đình của tôi, bên họ ngoại của tôi và bên họ nội của tôi. Thì các cậu mà bên, hay là các dì ở bên họ ngoại của tôi, thì đến tháng 10 là họ bắt đầu họ đem gạo đến nhà thờ, rồi bắt đầu là Hội Thánh tập để diễn lễ Giáng sinh, tập hát cả hai tháng, rồi làm lồng đèn, làm ngôi sao và tất cả những thứ trang trí để thành lập một ban diễn lễ.
thì bao nhiêu đầu óc tâm trí là suốt những cái ngày đó đó, sau ngày Chủ nhật là ở lại rồi làm việc này việc kia chuẩn bị để trang trí cho nhà thờ. Cho đến khi đêm 24 mà diễn lễ xong rồi đó, thì cũng có thêm một cái truyền thống, đó là nhờ một người ở quê nuôi một con bê con để cho nó lớn lên để đúng vào ở trong cái ngày Giáng sinh đó, thì sẽ làm thịt nó để cả hội thánh có cơ hội để mà dùng bữa chung với nhau. Thì cái sinh hoạt nó vây quanh cái mùa Giáng sinh. Hết mùa Giáng sinh thì chúng ta thấy qua tới chuẩn bị phục sinh thì lại có những cái sự chuẩn bị tương tự như vậy. Rồi cũng tập hát, rồi cũng làm hoạt cảnh Chúa chịu thương khó vân vân đó, thì chúng ta thấy tập được như vậy. Rồi xong hết rồi ngồi đó chờ. Rồi tháng 10 năm sau là mình lại tiếp tục chuẩn bị để làm ban diễn lễ. Kinh nghiệm Chúa chỉ có chừng đó. Còn những ngày khác thì không có cái cơ sở và không có những cái gì liên lạc gần gũi với Chúa để bước đi với Ngài. Cho nên tôi thường dùng cái hình ảnh đó là một người đi theo trong hội thánh truyền thống đó. Kinh nghiệm Chúa chỉ có một lần, nhưng mà nó lặp lại nhiều lần. Kinh nghiệm Chúa có một năm thôi, mà lặp lại nhiều năm sau đó. Mà nó trở thành một phần ở trong đời sống của chúng ta đến cái mức độ này anh chị em. Ngày xưa ở bên Việt Nam là mình nghèo thiếu, cho nên Giáng sinh đó, thì một trong những cái điều mà hội thánh của Chúa Trung thường thực hiện, bởi vì được sự giúp đỡ của Hoàng Cầu Khải Tượng hay là những cái tổ chức để họ yểm trợ cho, thì các cái phần thưởng của Giáng sinh thuộc lòng câu gốc, thuộc lòng mục lục của Kinh Thánh, vân vân, thì sẽ được phần thưởng. Mà phần thưởng đó quà Giáng sinh là kem đánh răng, là xà bông, rồi đôi giớ. Em còn nhớ những ngày đó không? Để đó mà qua tới Mỹ này cho đến ngày hôm nay, thế kỷ 21, năm 2023, vẫn còn có những hội thánh là tổ chức Giáng sinh vẫn tặng cho con cái của Chúa kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cục xà bông với lại mấy đôi giớ. Tại vì trong cái kỷ niệm của họ về bước đi với Chúa thì cái đó là những cái điều mà mình phải làm như vậy. Quà Giáng sinh là nó như vậy. Anh chị em có thấy không? Và chúng ta thấy cái thật là vô lý. Ở Mỹ này bây giờ mà còn tặng kem đánh răng, bàn chải đánh răng với lại mấy đôi vớ nữa thì là nó không còn gọi là cái nhu cầu nữa. Ngày xưa ở Việt Nam thì có cái nhu cầu đó. Thì trong cái bước đường đi theo Chúa, nếu chúng ta không khéo đó, chúng ta thì kinh nghiệm Chúa chừng đó rồi cứ lặp đi lặp lại năm này rồi năm tới. Và tôi thường dùng cái hình ảnh là nếu cái chiếc xe bus của Hồ Thánh đó mà mình chạy cái chuyến đi đó, cứ đứng yên một chỗ đó, đúng một năm sau họ sẽ quay trở lại, họ rước mình, không mất một cái gì hết. Anh em, điều đó nó ở trong quá khứ thì có thể được, nhưng mà chúng ta đang ở trong những ngày mà chúng ta đứng yên một chỗ đó, thì đến cái năm tới đó thì là cuộc đời nó khác lắm rồi. Hôm nay thì gia đình của chúng tôi có một cái tin vui và có một niềm vui, đó là có thêm một đứa cháu nội gái chào đời. Thì sáng tối hôm qua thì vợ chồng của Michael về nhà của tôi ngủ, rồi sáng để vợ chồng có thể đi vào trong bệnh viện vì bác sĩ định là sẽ sanh mổ. Thì các cháu đi vào trong bệnh viện sanh trưa hôm nay khi chúng tôi chuẩn bị để đi thăm. Thì tôi suy nghĩ, tôi nói wow, mới từ lúc mà bắt đầu của dịch Covid cho đến bây giờ, ở trong nhà của mình có thêm 10 đứa cháu. Nhanh non chưa? Cho nên có rất là nhiều người mục sư ở trong thành phố này là những người Mỹ đó, mà hôm thứ bảy vừa rồi chúng tôi giữ phần để hướng dẫn cầu nguyện, thì họ gặp tôi hỏi khỏe không, có bao nhiêu đứa cháu rồi. Tôi nói rằng cảm ơn Chúa, bây giờ tổng cộng là chúng tôi có 13 đứa. Chúa mang 3 đứa đi trước lên thiên đàng, bây giờ là còn 10 đứa tại đây. Anh nói 10. Lần trước gặp mục sư là chỉ mới có mấy đứa mà sao mà nhanh như vậy. Anh xem cuộc sống của chúng ta, tôi chuyện đó chỉ là cái vấn đề cháu thôi, nhưng mà trong cuộc sống anh chị em nhớ từ năm 2020 cho đến bây giờ có bao nhiêu sự biến đổi. Thử hình dung nếu chúng ta đứng yên một chỗ của năm 2019 đó, thì chúng ta bị bỏ lại mấy chục cây số rồi, chứ không phải là đứng yên một chỗ rồi việc sẽ trở lại với chúng ta. Nó khác. Xã hội của chúng ta đang sống cũng khác. Cái sự khôn ngoan của nhân loại
Thì bây giờ người ta nói rằng cứ mỗi 6 tháng là nó nhân gấp đôi. Hồi xưa trong một thế kỷ, chúng ta thấy cái căn nhà đó, cái khu xóm đó đó, 100 năm sau mình trở lại nó cũng y thinh như vậy. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng nó thay đổi rất nhanh. Không phải chỉ ở tại quê nhà của chúng ta, nhưng mà khắp nơi trên thế giới, mọi việc nó thay đổi rất là nhanh, rất là nhanh. Tôi nhớ hồi xưa xài một cái máy vi tính, thì ít nhất là mình cũng phải chừng 4-5 năm nó mới lỗi thời. Và bây giờ thì năm nào cũng đổi. Tại vì có những khi nhu liệu mà nó đòi hỏi một cái máy phải mạnh hơn, nhanh hơn để có thể sử dụng được, mà nó trở nên như là thường trực. Hồi xưa mình có một cái điện thoại, từ điện thoại bàn sang điện thoại mà cục gạch đó, rồi sang tới cái cùi bắp. Thì chúng ta thấy là nó cũng còn lâu lâu. Bây giờ là iPhone rồi 1, rồi 2, rồi 3, rồi bây giờ 14 rồi. Thì chúng ta thấy rằng hầu như là mỗi năm người ta sẽ ra một cái điện thoại mới, đời mới nữa. Và nó có nhiều cái mới, nó có nhiều cái tinh vi hơn. Đời sống thay đổi rất là nhanh. Đời sống tâm linh cũng vậy anh chị em. Nó thay đổi rất là nhanh. Nếu chúng ta không theo Chúa gần gũi, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Luôn cả vấn đề cái cách giải Kinh Thánh của chúng ta cũng vậy. Chân lý của Chúa thì không hề thay đổi. Nhưng mà cái cách để chúng ta áp dụng lời của Chúa đó, chúng ta phải gần với cuộc sống mỗi ngày. Bởi vì nó có những thứ mà trước đây không có, bây giờ có. Chúng ta vẫn áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh để chúng ta sống ở trong cuộc sống của chúng ta. Và cái quan trọng là chúng ta phải kinh nghiệm Chúa ở trong cuộc đời của mình. Phía rồi rằng trong cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày thì Kinh Thánh ghi lại chúng ta họ lên đền thờ để cầu nguyện. Và ở từng nhà thì nhóm lại để học lời của Chúa, để thông công với nhau. Thì chúng ta thấy họ trong sinh hoạt thường trực đó. Và tôi tin rằng họ cũng đã đi qua cái người bạn này nhiều lần rồi. Nhưng hôm đó thì do sự hướng dẫn của Chúa hay là Chúa ngài đặt để trong lòng của họ, họ bắt đầu chú ý đến cái người bạn này. Người bạn này cũng đã bày tỏ ra một điều là khi thấy Phi-rơ và Giăng đang đi qua thì ông xin tiền hai người. Ông tỏ ý xin tiền. Và chúng ta thấy sự đáp ứng của Phi-rơ và Giăng ở tại đây, đó là họ dừng lại để họ giúp đỡ cho người này. Và chúng ta thấy Phi-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói: hãy nhìn vào chúng tôi. Đây cũng là một cái điều rất đặc biệt mà tôi tin rằng trong những ngày qua Chúa ngài muốn chúng ta sống cái lối sống này đó anh chị em. Như tôi đã khích lệ anh chị em, điều mà Chúa ngài nhắc nhở và dạy dỗ tôi trong cái phản ứng của tiên tri Elise đối với nhu cầu của người đàn bà quá, người nữ Sunem. Xin lỗi, người nữ Sunem, chứ không phải người đàn bà quá. Thì khi con của bà chết, đến và bà tìm gặp tiên tri Elise. Thì câu mà ông hỏi bà cũng là câu mà chúng ta cần sống với cái thái độ đó. Tôi có thể làm gì cho bà? Và chúng ta chọn cái lối sống là tôi có thể làm gì cho bạn? Và khi chúng ta chọn cái lối sống đó thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể lập tức trở nên một cái ống dẫn của phước hạnh của Chúa đến cho người có nhu cầu đó. Vì Chúa có thể làm xuyên qua chúng ta. Hoặc là bởi sự cầu nguyện của chúng ta, hay là bởi những cái tài nguyên Chúa đã cho chúng ta có sẵn, chúng ta giúp đỡ cho họ. Trong trường hợp tại đây thì chúng ta thấy Phi-rơ và Giăng có thể giúp đỡ cho người này. Để ý đến cụm từ nhìn thẳng, hãy nhìn chúng tôi, hay là nhìn thẳng vào chúng tôi. Hãy nhìn vào chúng tôi. Chúng ta thấy tại đây là họ nhận diện sự hiện diện của anh, và lần này họ không bỏ để đi qua khỏi anh mà dừng lại. Họ muốn giúp đỡ cho người này. Và đây là một trong những điều mà xin Chúa ngài cho để chúng ta sẽ tập trung càng hơn. Và thấy mọi người xung quanh của chúng ta khi họ có nhu cầu đó là cơ hội để chúng ta có thể giới thiệu về Chúa cho họ. Và Đức Chúa Trời, ngài cũng sẽ yểm trợ chúng ta trong công việc này. Chúng ta thấy Phi-rơ nói với người bại này: anh xin tiền nhưng mà chúng tôi không có tiền. Bạc và vàng thì chúng tôi không có. Nhưng mà điều tôi có, tôi sẽ cho anh. Thì ông đã nhân danh Đức Giê-xu người Nazareth và truyền lệnh cho người bại này
hãy đứng dậy và bước đi. Cảm ơn Chúa. Phêrô biết điều mình có và ông có thể giúp đỡ cho cái người có nhu cầu này. Anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay thì hãy nhận biết có những người chung quanh chúng ta, có thể là những người cùng sở làm, có thể là cái người ngồi kế cái ô vuông kế bên cạnh chúng ta, cái cubicle kế bên cạnh chúng ta ở trong sở làm đó, hoặc là cái người ngồi chung lớp, chung trường với chúng ta. Đây là những con người mà chúng ta có thể để Chúa Ngài sử dụng và làm việc xuyên qua chúng ta khi chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Ngài, để chúng ta có thể làm sáng danh Chúa, để chúng ta có thể giúp đỡ và giải quyết những nhu cầu trong đời sống của họ. Xin Chúa giúp để chúng ta sẽ bước đi với Chúa trong mức độ hàng ngày, chứ không phải mỗi năm một vài lần như lối sống cũ của chúng ta trước đây theo truyền thống. Mà bây giờ chúng ta chọn sống mỗi ngày đi trong sự tương giao với Chúa. Chúa gợi ý, Chúa Ngài nhắc nhở, Ngài kéo sự chú ý của chúng ta đến con người nào, chúng ta vâng lời Chúa và chúng ta trình bày với họ và tạo cái cơ hội để khi Chúa Ngài mở cửa thì chúng ta sẽ bước qua cái cửa của cơ hội đó mà chúng ta phục vụ. Tôi có thể giúp đỡ gì cho bạn? Hay là những anh chị em đã được Chúa Ngài sức giàu ban ơn và chúng ta có được cái ân tứ của lời khôn ngoan và tri thức mà Chúa Ngài cho chúng ta. Thì khi Chúa Ngài cho chúng ta biết cái điều đó, một trong những điều mà một sư Sam huấn luyện và tôi cũng đã khích lệ anh chị em nhiều lần, là khi chúng ta ngồi ăn, chúng ta đối diện với những người bên cái bàn bên kia hay là những người mà chúng ta tiếp xúc, thì chúng ta cầu nguyện cho họ. À, Chúa, nhu cầu về đời sống tài chính của họ là gì? Đời sống hôn nhân của họ ra sao? Sức khỏe của họ như thế nào? Biết đâu chừng Chúa Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta một điều rất là bí mật mà chỉ có người đó với Đức Chúa Trời biết. Chúng ta bước qua, chúng ta nói rằng tôi ngồi bàn bên kia, tôi là một cơ đốc nhân, tôi ngồi bàn bên kia và cầu nguyện cho anh, cho chị, thì tôi nghe Đức Chúa Trời muốn tôi chia sẻ điều này với quý vị. Mà nếu điều đó nó đúng với lại cái nhu cầu của họ, anh chị em hỷ ngồi sẽ ngạc nhiên đến chừng nào. Và cánh cửa cơ hội có thể mở ra cho chúng ta để chúng ta phục vụ họ. Và chúng ta nghe nhiều câu chuyện làm chứng như vậy. Thì đòi hỏi chúng ta phải bước đi với Chúa tươi mới mỗi ngày. Chứ không thể nào bước đi với Chúa lâu lâu một lần được, mà kinh nghiệm Chúa một cách thường trực trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Phêrô và Giăng đã cho cái người bại này nhiều hơn là tiền bạc. Anh đã giới thiệu cho người này về Chúa Giê-xu. Và người này đã kinh nghiệm được phép lạ mà chỉ có Đức Chúa Giê-xu mới có thể làm được. Anh bị bại từ thuở sanh ra, hơn 40 năm rồi, hơn 40 tuổi rồi. Thì lần đầu tiên anh có thể đi được, mà không phải chỉ đi mà thôi, mà còn nhảy múa ngợi khen Đức Chúa Trời trên đường và trong đền thờ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy cái phước hạnh và điều siêu nhiên đã xảy ra quá những điều cái người này mong đợi. Người này mong rằng được vài đồng xu, nhưng mà không ngờ là mình nhận được một cái phép lạ là cuộc đời của mình được thay đổi. Bây giờ mình có thể đi đứng trở lại một cách, mình có thể đi đứng một cách bình thường như bao nhiêu khác. Và chẳng những anh mà nhiều người chứng kiến biết anh cũng đều kinh ngạc trước những gì đã diễn ra. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể được nhắc nhở trong phần này, Phêrô và Giăng là những người bình thường đi theo Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy những người lãnh đạo của Do Thái cũng như chính miệng của Phêrô cũng đã nói điều đó. Đừng nhìn chúng tôi như là chúng tôi bởi sức riêng của mình, bởi công đức của mình mà có thể làm cho người này được đi và đứng ở trước mặt anh em. Những người rất là bình thường. Những người lãnh đạo của Do Thái cũng nói đây là những người tầm thường mà còn ít học nữa. Thì chúng ta thấy rằng tầm thường có thể là bắt đầu của chúng ta. Nhưng mà khi có Chúa ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ làm những chuyện phi thường. Chúa Ngài có thể làm công việc đó khi chúng ta bằng lòng đi với Chúa mỗi ngày. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và thứ hai của chúng ta đó là Chúa Giê-xu xứng đáng để chúng ta đi theo vì Ngài là ai. Từ câu 11 cho đến câu số 26. Thì chúng ta thấy tại đây, khi đám đông bắt đầu tụ tập lại, thì Phêrô tận dụng cơ hội này để công bố sứ điệp cứu rỗi. Ông công bố sứ điệp cứu rỗi của Chúa ở trong đoạn 2. Thì chúng ta thấy có 3.000 người trở lại tin Chúa.
Ông công bố về Đức Chúa Giêsu và sứ điệp của sự cứu rỗi ở trong phần Kinh Thánh này, đoạn 3 và đoạn 4. Thì cái kết quả đó là 5.000 người nữa tin Chúa vào trong Hội Thánh. Hai bài giảng của ông thôi có 8.000 người trở lại tin Chúa. Tại vì Phi-rơ đã được Chúa ngài phục hồi. Ông kinh nghiệm được báp tem trong Đức Thánh Linh. Ông nhận được những điều Chúa ngài đã ban cho ông. Thì Phi-rơ ở đây chúng ta thấy rằng ông đã sử dụng một số những cái cụm từ rất là quan trọng để chúng ta thấy ở đây để ông giới thiệu về Chúa Giêsu. Đầu tiên Phi-rơ nói rằng Chúa Giêsu là đấng thánh và đấng công chính. Như chúng ta đã học ở trong bài số 1, Chúa Giêsu là thánh, Chúa Giêsu là đấng thánh. Thì chúng ta thấy chúng ta đã được nhắc nhở về sự thánh khiết của Chúa Giêsu. Ngài ở trong vị trí độc nhất. Ngài ở trong vị trí không ai có thể so bằng. Ngài đấng thánh tuyệt đối và Ngài không hề phạm tội. Và cảm ơn Chúa, Ngài là đấng có quyền để có thể tha thứ tội cho chúng ta. Bởi vì Ngài là đấng thánh và công chính. Bởi vì Ngài vô tội, cho nên Ngài mới có thể cứu chúng ta là những người có tội. Nếu Ngài cũng có tội lỗi như chúng ta, thì Ngài phải tự lo cái việc mình được tha thứ, tìm được sự tha thứ, chứ không thể nào có thể đem sự cứu rỗi đến cho người khác. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì như cầu gốc của chúng ta ngày hôm nay chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Lý do tại sao? Vì tất cả những con người khác, từ Đức Phật Thích Ca cho đến Khổng Phu Tử cho đến Mohammed, tất cả đều là con người. Mà con người thì có tội. Con người sinh ra mà là con cháu của Adam đó, thì đã mang lấy ở trong dòng máu của mình tội của tổ phụ, tội của tổ tông. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình là tội nhân thì không cứu được ai hết á. Chỉ trừ ra Chúa Giêsu, Ngài không có tra phần xác, Ngài không bị tiêm nhiễm bởi tội lỗi của tổ phụ, mà Ngài mới có thể trở nên một cứu Chúa hoàn hảo, công chính tuyệt đối để có thể cứu chúng ta. Thì chúng ta thấy Phi-rơ nhắc đến cái cụm từ Ngài là đấng thánh và là đấng công chính. Chúng ta thấy Phi-rơ đã nhắc nhở điều đó. Và cụm từ thứ hai mà chúng ta thấy tại đây, đó là ông tuyên bố Chúa Giêsu là Chúa của sự sống. Cảm ơn Chúa. Các bản dịch khác ở trong tiếng Anh thì Ngài là tác giả của sự sống, bởi vì Ngài dựng nên. Ngài là hoàng tử của sự sống, và Prince of Peace, Prince of Life. Ngài là đấng khởi xướng, đấng đã bắt đầu, initiator. Thì chúng ta thấy những từ này cho chúng ta biết Ngài chính là nguồn của sự sống, Ngài chính là khởi đầu của sự sống, như lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều mong muốn kinh nghiệm được cái đời sống của chúng ta sống một cách tối đa cuộc đời của mình. Thì không có gì mà xứng hiệp cho bằng chúng ta bước theo Chúa là Chúa của sự sống, để Ngài có thể dẫn dắt chúng ta, để chúng ta có thể sống cuộc sống đầy trọn. Mình bắn là đúng mục tiêu, chứ không có thể nào mà bắn mà trật mục tiêu hoài được. Chúa có thể giúp đỡ cho chúng ta điều đó. Ngài xứng đáng để chúng ta đi theo Ngài, vì Ngài là ai? Ngài là đấng thánh và đấng công chính. Ngài là Chúa của sự sống. Và sứ điệp của Phi-rơ cho chúng ta thấy ở tại đây là những điều cũng rất là tuyệt vời để chúng ta cần để ý. Đó là người Do Thái họ biết các tiên tri ở trong Cụ Ước đã tiên báo rằng sẽ có một đấng được sức giàu, đấng Messiah sẽ đến. Ngài sẽ làm một thống khổ nhân, Ngài chịu những sự đau đớn vô cùng như chúng ta thấy ở trong Ê-sai 53. Rồi Ngài đã bị kẻ và hàng kẻ giữ, nhưng mà khi Ngài chịu chết thì Ngài được chôn và trong cái sự sống của người công bình. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài cũng đã sống lại để có thể thấy được kết quả của sự hy sinh của Ngài. Thì các lời tiên tri đó, Phi-rơ tại đây ông trích để ông nhắc nhở cho dân chúng cũng như những người lãnh đạo của Do Thái giáo đang đứng hạch hỏi ông, và ông giảng tin lành của Chúa một cách phước hạnh như vậy. Ở đây có một cái thí dụ điển hình để chúng ta có thể thấy được trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống ở tại Mỹ này thì chúng ta có tiếp xúc một điều mới. So với tại Việt Nam trước đây thì chúng ta không có nhiều, nhưng mà bây giờ dần dần Việt Nam cũng có. Rồi chúng ta có những người cố vấn về tài chính. Vì nước Mỹ này có một cái luật rất là lạ. Nếu chúng ta không để lại một cái di chúc về tài sản của chúng ta và không có chuẩn bị trước đó, chúng ta nằm xuống thì tài sản của chúng ta sẽ thuộc về chính phủ.
Sẵn đây nhắc, quý vị là người lớn lớn tuổi một chút rồi đó, thì nên có một cái gọi là will, cái di chúc của mình để lại cho người thân ở trong gia đình. Mình để lại tài sản của mình, nhà cửa của mình, cái gì đó mình chia ra như thế nào đó, ghi xuống. Và một cái điều rất là đơn giản mình có thể làm, đó là viết bằng tay, rồi bỏ vào trong cái phong bì để mình để dành đó cho những người con cháu ở trong nhà của mình. Khi mình qua đời, họ có thể lấy cái tờ giấy đó ra. Đây là cái will của chính chữ viết tay của ba, của mẹ của tôi. Và chúng ta tìm một cái người nhân chứng, ký một chữ ký, đây là xác nhận, đây là chữ viết tay của ba, của mẹ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tài sản của chúng ta đó được chia theo như, sử dụng theo như cái di chúc mà chúng ta để lại. Đây là điều quan trọng. Nhưng mà có những người chuyên môn, họ cố vấn chúng ta để chúng ta biết và chúng ta sắp xếp cái tương lai của mình về đời sống tài chánh của mình. Họ cũng có thể là những người cố vấn để giúp cho chúng ta quản lý tài nguyên mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Và khi chúng ta đi theo cái sự dẫn dắt của những người cố vấn giúp đỡ chúng ta về tài chánh này, chúng ta tin tưởng và giao cho họ tiền hiện tại của mình và tiền tương lai khi nó sanh lợi ra, tiếp tục ở trong cái sự cố vấn của họ. Chúng ta áp dụng điều này trong đời sống tâm linh của chúng ta. Chúa Giêsu là đấng xứng đáng để chúng ta giao cho những chuyện hiện tại và tương lai đời đời của chúng ta, vì Chúa là Chúa đời đời của chúng ta. Anh chị em thấy được cái nếp song song đó. Thì chúng ta thấy nếu một cố vấn tài chánh ở trong đời này mà chúng ta còn có thể giao hết tiền của mình để nhờ họ đầu tư, họ hướng dẫn cho mình tin tưởng tiền hiện tại của mình và nó sẽ sanh lợi ra, rồi người ta sẽ đem để đầu tư nhiều cái chỗ khác nữa đó, để sanh lợi thêm nữa ở trong tương lai đó. Mà chúng ta còn tin họ, huống chi Chúa Giêsu là đứng đáng để chúng ta tin cậy và giao phó cho Ngài chuyện hiện tại và chuyện tương lai trong đời sống của mình. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Thì thứ ba mà chúng ta thấy tại đây là Đức Giêsu đáng để chúng ta đi theo ngay khi điều này không phải là phổ biến. Phải là nhiều người ưa chuộng cái điều này. Có những lúc chúng ta đi theo Chúa, chúng ta gặp những sự khó khăn. Như Phi-rơ và Giăng tại đây, họ đã phải đối diện với mấy ông lãnh đạo của Do Thái giáo này. Họ bắt, bỏ tù, rồi họ ngăn cấm những người này không cho lấy danh của Chúa Giêsu để giảng và dạy. Bởi vì những người Sa-đu-xê thì họ không tin rằng có cái sự người chết sống lại. Chúng ta nhớ trong chức vụ Đức Giêsu, mấy ông Sa-đu-xê này đã đến và họ đã đặt một cái câu hỏi để gài bẫy Chúa. Theo luật của người Do Thái, nếu ở trong gia đình mà người anh cưới vợ mà chưa có sanh con mà người anh qua đời, thì người em phải cưới cái người vợ đó, người chị dâu của mình đó, để sanh con nối dõi ở trong dòng họ. Mà nếu cái người em kế tiếp mà cũng qua đời trước khi sanh con, thì người em kế tiếp cũng phải lấy cái người chị này để sanh con. Thì họ đặt một cái câu hỏi tại đây để chứng minh rằng không có cái sự sống lại. Đó là nếu mà cả ba hay là bốn ông mà cưới người đàn bà này rồi tất cả đều chưa có con mà qua đời, thì mai mốt ở bên phía bên kia thì là vợ của ai? Họ muốn gài bẫy Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là đấng từ cõi đời đời đến, và nghe nói rằng suy nghĩ cái điều đó, lập luận cái đó, nghe nó cũng có lý nhưng mà nó vô lý cái chỗ là lên thiên đàng không có chồng vợ nữa. Mấy ông này khi nghe Phi-rơ giảng về có cái việc Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, họ tin không nổi, vì họ là phủ nhận hoàn toàn không có sự sống lại. Anh chị em thấy không? Cho nên họ bắt bớ, họ gây những rất là nhiều những sự khó khăn cho Phi-rơ và Giăng. Và điều mà chúng ta có thể học được ở tại đây đó là trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta sẽ đối diện với những cái sự thách thức. Theo Chúa là một sự hy sinh nhưng mà rất đáng. Cái sự hy sinh này nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta sau này chúng ta nhìn lại chúng ta thấy rằng xứng đáng để chúng ta hy sinh những điều đó. Và thấy tưởng đâu mất nhưng mà còn được rất là nhiều. Chúng ta nhớ khi Phi-rơ cũng, ông cũng là nhạy miệng lắm. Ông là một cái người cũng hay linh tiếng dùm cho các anh em của mình. Một lần kia khi Chúa Giêsu dạy, nếu mà mình bỏ mọi sự mà đi theo Chúa thì sẽ được phước của Chúa. Thì ông đặt cái câu hỏi đó là chúng tôi đã bỏ gia đình, cha mẹ đi theo Ngài thì chúng tôi được cái gì? Chúa Giêsu trả lời là sẽ được 100 lần hơn. Có lợi là như vậy, nên cho em xứng đáng như vậy. Hy sinh ngày hôm nay, thấy nó là hy sinh đó, nhưng mà thật ra trong Chúa, chúng ta thấy nó rất là đáng.
Phi-rơ và dân tại đây đã trả giá để tiếp tục công bố lẽ thật, ngay cả bị tù tội. Nhưng mà họ kể đó là một cái đặc ân, một cái vinh dự cho họ, để họ có thể chịu bắt bớ vì danh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây cũng là điều mà chúng ta thấy được trải qua lịch sử cận đại của chúng ta. Những con người đã bằng lòng trả giá cho đức tin của mình, như là ông Dietrich Bonhoeff, ông đã bị Đức Quốc xã bắt bớ và ông phải trả giá rất là đắt trong sự tù đày. Rồi chúng ta thấy ông Jim Elliot, ông đã bị những người thuộc về những người ở trong rừng ở tại Nam Mỹ đã giết ông khi ông làm giáo sĩ rao giảng tin lành của Chúa cho họ. Thì ông cũng là một cái người nổi tiếng với cái câu nói của ông mà đáng để chúng ta suy nghĩ. Chính là phương châm của đời sống của ông. Ông nói như thế này: một người không phải là kẻ ngốc khi cho đi những gì anh ta không thể giữ để nhận được những gì anh ta không thể mất. Đây là một cái sự đánh đổi rất là khôn ngoan. Mình sẵn sàng cho đi những gì mình không thể giữ được để mình có thể được những gì mình không thể mất. Đó là sự sống đời đời. Đó là được kể là người nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên ông đã bằng lòng. Cả Bonhoeff cũng như là Elliot đã hy sinh sự sống của họ, tử vì đạo, chịu khổ vì danh của Chúa để họ có thể tiếp tục đi theo Chúa và rao giảng tin lành của Chúa cho những người lân cận. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, khi chúng ta nhìn lại những gì Chúa Giê-xu đã hy sinh để ban cho chúng ta sự sống đời đời, thì chúng ta thấy những cái khó khăn, những cái sự bắt bớ mà chúng ta đối diện ở trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, so với lại phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta, giá mà Chúa đã trả để chuộc chúng ta về, chúng ta thấy rằng có hy sinh đó, nhưng mà rất đáng. Xin Chúa giúp để chúng ta sẽ không chùn bước, nhưng mà chuẩn bị điều này. Kinh Thánh có nói đến một điều mà chúng ta cũng phải chuẩn bị. Đó là trong những ngày cứu rút, mà tôi tin rằng chúng ta đang ở trong những ngày rất là cứu rút. Trong lúc mà chúng ta bị bắt buộc phải chích vaccine cho COVID-19, lúc bây giờ có một câu hỏi đặt ra, cái này có phải giống như cái dấu của 666 mà sách Khải Huyền đã nói đến không, mục sư? Vì lúc đó chúng ta biết rằng nếu không có sự lên tiếng của những người tin kính Chúa tại nước Mỹ này, thì chúng ta đã bị đẩy vào trong cái chỗ là nếu không có vaccine, thì vaccine lúc bây giờ họ đề nghị sẽ làm một cái passport cho mình. Nếu không có, mình sẽ không đi máy bay, không đi đâu được hết. Anh em còn nhớ những ngày đó. Và dĩ nhiên là có những người tin kính Chúa, họ đã chống và nói rằng điều này không thể được, bởi vì nước Mỹ là nước của sự tự do. Cho đến giờ phút này thì không có một cái điều gì gọi là cái lệnh bắt buộc được hết. Nếu có đi chích ngừa cũng là do sự tình nguyện của người dân, họ quyết định và họ chọn để chích ngừa. Thì chúng ta nhớ những cái ngày đó. Anh chị em yêu dấu, chúng ta cũng phải chuẩn bị. Vì cái lời tiên tri đó nói như thế này: sẽ đến một cái lúc phải có cái dấu của con thú này để chúng ta có thể mua và bán được. Nó gần gần với COVID. Chúng ta thấy COVID nó như là một cái rehearsal. Những ngày đó chúng ta nhớ không? Mình ai mà có đi chích ngừa đó là bọc nhựa cái tờ giấy đó. Đi đâu mình cũng bỏ trong túi hết, vì mình sợ là ở tại California họ ứng dụng trong vấn đề là đi vô trong tiệm ăn mà chưa có chích ngừa đó, họ đuổi ra, họ không cho vô tiệm ăn. Đúng là không có thể mua được đó. Có tiền mà mình đi vô tiệm ăn nó hỏi chứ chích ngừa chưa, chưa chích ngừa, đi ra chúng tôi không phục vụ những người không chích ngừa. Và một số các tiểu bang khác chúng ta cũng thấy điều đó. Thiệt là nó cũng giống như là không có dấu con thú thì là không thể mua và bán được đó. Trong tương lai, theo như lời của Chúa nói cho chúng ta, tôi thì tin rằng lúc đó có thể chúng ta đã được Chúa ngày cất chúng ta đi rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần. Đó là cái lập trường của chúng ta là Chúa cất hội thánh của Chúa trước 7 năm đại nạn. Nhưng mà cũng có những câu kinh thánh nói rằng hội thánh của Chúa có thể trải qua các năm đại nạn. Thì nếu mà chúng ta phải trải qua, thì cái dấu của con thú là bắt buộc mình phải nhận.
Mà ai mà nhận cái dấu con thú đó thì sẽ không được cứu. Lúc bây giờ thì họ có thể là đem đe dọa tính mạng của chúng ta. Không có thì không có mua thức ăn được. Không có thì không làm gì được. Và như tôi chia sẻ với anh chị em ngày thứ nhì, những cái tin tức gần đây cho chúng ta thấy, nếu FDA đã cho phép để người ta sẽ giải phẫu mỗi cái đầu của một người, nhét một cái con chip của AI vào để giúp trị bệnh. Những người mà bị lẫn á, thì nhờ vào trong cái chip này có thể phục hồi trí nhớ. Những người mù cũng có thể thấy đường trở lại. Thì nó có nhiều cái tiện ích lắm. Thì nếu mà kẻ chống lại Đấng Christ nó sử dụng cái gì đó tương tự mà nó bắt phải nhét vào trong đầu của mình, hay là để trên trán của mình, hay là trên cổ tay của mình, thì chúng ta thấy rằng lúc đó mà không dám hy sinh để đi với Chúa đó, thì chắc là mình sẽ bằng lòng để nói: Chúa ơi, trong cái hoàn cảnh này thưa Chúa bước ra khỏi con để con mới có thể sống được, bởi vì đói quá rồi, phải có cái dấu này, con phải nhận cái dấu này con mới mua thức ăn được. Nhưng mà những người vững vàng biết Chúa của mình, chúng ta bằng lòng, chúng ta nói rằng không phải là ngốc ngu để chúng ta cho đi những gì chúng ta không thể giữ, để chúng ta được những gì chúng ta không thể mất. Mạng của chúng ta có thể mất, nhưng mà sự sống đời đời chúng ta được ở với Chúa đời đời. Thì lúc giờ đó là điều đáng. Nhưng mà lúc đó chúng ta dám quyết định như vậy hay không đó là cũng do mối liên hệ chúng ta với Chúa. Nếu không đó là họ chưa có bắt buộc một cách gọi là gắt gao mình đã tình nguyện rồi. Thì chúng ta thấy điều đó. Nó xảy ra ở trong những ngày của COVID. Hội thánh của chúng ta mở cửa trở lại sau 6 tuần lễ. Thì anh chị em có biết là ở tại Houston của chúng ta tại đây có nhiều hội thánh lớn. Trong đó có Union Baptist Association của chúng ta là chống đối những hội thánh mở cửa nhà thờ cho con gái của Chúa trở lại nhóm. Họ nói chúng ta là những người vô trách nhiệm. Chúng ta là những người đã làm những công việc rất là tệ hại. Bởi vì mình có thể làm cho nhiều người mất mạng vì cái quyết định của mình như vậy. Bị chống đối. Nhưng mà thống đốc của tiểu bang làm việc với các hội thánh và ông nói rằng nếu người ta có thể đi Home Depot, người ta có thể đi siêu thị để mua thức ăn, giữ theo một số những cái nguyên tắc để giữ cho sự an toàn, thì hội thánh tại sao chúng ta không làm được như vậy? Và nếu anh em có thể thực hiện được những cái bước an toàn đó, tôi sẽ tuyên bố sự nhóm lại của hội thánh là điều quan trọng, như là cửa tiệm Home Depot để người ta mua vật dụng về để sửa chữa nhà trong những ngày giãn cách xã hội, hay là đi mua thức ăn. Đi nhóm lại với hội thánh nó cũng quan trọng như vậy cho đời sống tâm linh của mình. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy rằng cái quyết định đó của chúng ta cũng bị bắt bớ, cũng bị nói đủ thứ hết. Thì chúng ta thấy rằng nhiều hội thánh, luôn cả những hội thánh lớn, là bằng lòng để mà nói rằng cái chuyện đi nhóm lại của hội thánh và sinh hoạt của hội thánh là chuyện không quan trọng, không cần thiết. Bởi vì mình sợ chết. Cho nên tình nguyện đóng cửa nhà thờ. Và đóng riết mà anh chị em có biết là hơn 70% các hội thánh đã đóng cửa, không bao giờ mở trở lại. Kể từ đó cho đến bây giờ có rất nhiều nhà thờ đã đóng cửa luôn. Bởi vì đóng một thời gian, con cái của Chúa họ bắt đầu họ mang một cái bệnh mới, là cái bệnh thỏa lòng để nhóm online. Và 70% không bao giờ trở lại. Cảm ơn Chúa, một mặt khác những người mạnh mẽ rao giảng lời của Chúa, khích lệ đức tin anh em, thì hội thánh về phía của những cái nhóm đó đang phát triển một cách lớn lao. Thì đúng như lời của nhà truyền giáo Elliot today, ông chia sẻ, ông Jim Elliot chia sẻ với chúng ta. Một người không phải là kẻ ngốc khi cho đi những gì anh ta không thể giữ để nhận được những gì anh ta không thể mất. Cảm ơn Chúa. Phần cuối của chúng ta trong công vụ chương 4 từ câu 13 cho đến câu số 24. Chưa xứng đáng tin theo ngay cả khi chúng ta được bảo là không. Bị cấm không cho giảng về Chúa Giê-xu hay là nhân danh Chúa mà hành động nữa.
Bởi vì Phi-rơ cho biết cái bí quyết tại sao, làm sao để cái người bại này có thể đi được. Đó là nhờ danh của Chúa Giê-xu. Mấy anh này nghe và mấy anh biết rồi. Bây giờ cấm không có cho lấy danh Chúa Giê-xu để giảng và hành động nữa. Thì như vậy là sẽ ngưng công việc này. Nhưng mà họ tính già mà quá non. Họ cấm nhầm mấy ông kinh nghiệm Chúa. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây Phi-rơ và Giăng trả lời: chúng tôi không thể ngừng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Đây là hai chữ rất là quan trọng trong bước đường đi theo Chúa mà tôi hiểu cho đến ngày hôm nay. Trải qua một thời gian rất dài, hội thánh của Chúa chỉ thỏa lòng với chuyện mình nghe mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh thì cho chúng ta thấy còn có cái yếu tố thấy nữa. Mà cả thấy và nghe nó mới mạnh. Chứ nghe không á, thì chúng ta nếu có người có thể dùng tiếng nói của họ và cái tài hùng biện của họ để thuyết phục chúng ta nghe, chúng ta xuôi lòng, chúng ta tin Chúa, thì cũng sẽ có người khác đến và bởi tài hùng biện của họ nói và kéo chúng ta ra khỏi đức tin của chúng ta nơi Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta nghe rồi chúng ta chứng kiến tận mắt, thì hai cái chữ này khi đi chung với nhau mạnh lắm. Và chúng ta thấy ở tại đây thì Phi-rơ ông nói rằng: chúng tôi không thể ngừng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Cảm ơn Chúa. Nghe lời của Chúa khiến cho đức tin đến. Và khi chúng ta thấy việc Chúa làm thì nó sẽ kiên lập ở trong tấm lòng của chúng ta để chúng ta kinh nghiệm. Amen anh chị em. Nên xin Chúa nghe cho chúng ta đừng thỏa lòng chỉ có vấn đề nghe mà thôi. Và khi hiểu được điều này thì tôi cũng có một cái quyết tâm ở trong sự hầu việc Chúa là không chấp nhận cái việc giảng để con cái của Chúa lấy ý rồi sắp đi về nhà. Giảng và rồi có người mau mau đứng dậy cầu nguyện theo sự dạy dỗ rồi mọi người amen đi về nhà. Giảng phải thấy việc xảy ra để cho con cái Chúa trong hội thánh đó, trong những cái năm gần đây anh chị em nghe chúng tôi sử dụng là một cái trải nghiệm của buổi thờ phượng, a worship experience. Ơi chúng ta không có chấp nhận cái việc chúng ta không khác vì các anh em công giáo chỉ đi xem lễ thôi. Đi xem lễ thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Tại vì chúng ta đến đó chúng ta giao hết công việc cho các linh mục, cho ca đoàn, cho mọi người làm hết tất cả mọi sứ chúng ta đi đến, chúng ta chỉ đi xem thôi. Và chúng ta phải là những con người thờ phượng. Thì mà cái đi thờ phượng Chúa phải là một cái trải nghiệm của chúng ta. Trải nghiệm trong việc chúng ta ngợi khen Chúa và chúng ta kinh nghiệm được Chúa ngự giữ tiếng hát ngợi khen của tuyển dân của Ngài. Chúng ta ngợi khen mà đẹp lòng Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Mà ai trong chúng ta cũng biết rằng Chúa đang ở đây. Rồi chúng ta học lời của Chúa và lời được chuyển tải bằng sự sức giàu. Thì chúng ta thấy một sư giảng có chuyện nó xảy ra. Chứ không phải giảng xong rồi mọi người đi về và cảm ơn Chúa hôm nay nghe bài giảng rất tốt. Rồi sao nữa? Thì đâu có sao đâu, mình nghe rồi. Cũng giống như bao nhiêu lần khác thì mình có thêm kiến thức về Chúa. Nhưng mà kiến thức về Chúa không đủ anh chị em. Đến những ngày mà chúng ta đối diện với những sự khó khăn như Phi-rơ và Giăng tại đây được kéo đến, bỏ tù xong rồi kéo đến và nói trước mặt mọi người rằng các anh không được lấy danh đó để giảng dạy hay là hành động nữa. Thì họ có thể dõng dạc trả lời tới rằng chúng tôi không thể ngừng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Và thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Muốn bắt cứ bắt. Bỏ tù cứ bỏ tù. Còn phần của chúng tôi hãy thả ra là cứ giảng. Tại vì không thể nào chối bỏ những gì mình đã trải nghiệm được. Và tôi tin rằng đây là điều mà chúng ta cần phải có trong những ngày cuối rốt này đó anh chị. Chúng ta phải kinh nghiệm Chúa đến cái mức độ như vậy. Cảm ơn Chúa. Trong những cái thách thức ở trong đời sống cá nhân của tôi cũng thấy điều này. Và mình gặt được cái bông trái của những gì mình đã gieo bao nhiêu năm nay. Bởi vì tôi biết Chúa của tôi một cách rất là rõ và kinh nghiệm Ngài đến cái mức độ tôi đã thấy bao nhiêu việc quyền năng Ngài làm. Thật ra dù như chúng ta đã đối diện như Habacuc đã nói, dù cái vả nó không còn nước lọc nữa, dù cái chuyện nó có như thế nào đi nữa, chúng ta thấy tất cả dường như là đóng lại hết, mình vẫn tin Chúa. Tại vì mình không thể nào từ chối những gì mình đã kinh nghiệm Ngài.
Đó là điều rất là quan trọng. Anh chị em yêu dấu của tôi, còn có cơ hội hãy xây dựng cho bằng được. Đừng thỏa lòng với cái vấn đề đi nhà thờ nghe giảng rồi thôi. Nhưng mà xin Chúa cho mình cầu nguyện cho hội thánh, cho sinh hoạt của mình là hội thánh của Chúa luôn luôn chúng ta nghe và thấy việc Chúa làm. Amen. Còn không chúng ta sẽ gặp trở ngại đó anh chị em. Bởi vì kiến thức bằng nghe lời thôi đó không đủ. Không đủ mà phải rõ ràng. Thấy trước mắt, chứng kiến tận mắt. Thì chúng ta thấy chức vụ của Đức Giê-xu, Phi-rơ, ông đã kinh nghiệm cái mẻ lưới bắt đầu trước khi ông được sự kêu gọi. Rồi cái mẻ lưới cá khi Chúa Ngài sau khi chịu chết sống lại. Và Chúa Ngài làm điều đó một cách thường trực kiên định để giúp cho ông thấy rằng Ngài là đứng hay làm những phép lạ. Ngài có thể mở những con đường ở chỗ không có đường. Ngài có thể ban cho cái chỗ mà chúng ta thấy rằng không có một cái hy vọng gì để có sự ban cho. Và Ngài trong cựu ước Đức Chúa Trời cũng đã nói Ngài có thể mở một con đường ở giữa sa mạc, một dòng sông chảy ở nơi khô hạn. Ngài có quyền làm công việc đó. Chúa đã chứng minh cho Phi-rơ, rồi ông đã chứng kiến cái việc hết sức là quan trọng mà chúng ta thấy ở đây là chính ông đã được dự phần vào trong cái phép lạ khiến cho người bại này đi được. Và cái này thì nó ở trong lòng của ông lâu lắm á. Thấy Chúa làm thì mình lâu lâu mình còn nói cái chuyện đó là chuyện trong Kinh Thánh, cái đó là chuyện của Chúa. Nhưng mà khi mình được dự phần vào, mình đứng chung trong cái nhóm cầu nguyện xong thấy có một người được chữa lành, mình đang cầu nguyện người ta được chữa lành. Cái đó để lại trong chúng ta những điều, những cái kinh nghiệm, những cái từng trải mà không gì có thể mua được. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em là nên xích gần, nên để ý xin dự phần vào để chúng ta có thể phục vụ, để chúng ta có thể dự phần vào những công việc mà đáng lý chúng ta thấy nó phải xảy ra thường xuyên mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Đi theo Chúa không phải lâu lâu một lần nữa, nhưng mà mỗi ngày. Trong mọi sinh hoạt của chúng ta, trong thời khóa biểu của chúng ta. Đi theo Chúa vì Ngài là ai? Đi theo Chúa là bởi vì chúng ta chọn đi theo Ngài. Dù không phải là phổ biến, không phải là điều được nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà chúng ta chọn đi theo Chúa vì chúng ta trải nghiệm Ngài. Và cuối cùng là Chúa đáng để chúng ta tin và đi theo Ngài. Ngay cả khi chúng ta bị cấm đoán và bị bảo là không được đi theo Chúa, chúng ta vẫn chọn bước đi với Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nhớ một điều mà chúng ta cần được nhắc nhở ở tại đây, rất là quan trọng. Khi chúng ta đặt câu hỏi là tại sao có những con cái của Chúa, những người Trung Quốc, người Trung Hoa tại Trung Quốc, họ bằng lòng bị bắt bớ, bị đánh đập mà không chối Chúa. Những người Hồi giáo bằng lòng là có thể bị giết chết, bị chặt đầu đó mà không chối Chúa. Thì khi người ta tìm hiểu và tôi nhận định như thế này, đó là bởi vì những con người này đã ngồi tính rất kỹ cái giá mà mình phải trả. Và đa số trong chúng ta cũng đã có thể trải nghiệm điều này. Có thể chúng ta là người đầu tiên trong gia tộc của mình tin Chúa. Mình bị bắt bớ, mình bị mắng chửi và có nhiều khi cha mẹ từ mình đó. Bởi vì mình tin Chúa rồi, mình không can dự vào trong vấn đề thờ cúng, trong vấn đề ăn đồ cúng, tất cả những điều đó đó. Cha mẹ nói rằng bỏ ông, bỏ bà và họ từ, họ đuổi mình ra khỏi nhà. Mình ngồi, mình đã tính cái giá đó rồi. Trong hội thánh của chúng ta cũng có những người là khi bày tỏ lòng tin Chúa đó, cha của mình đã nhốt ở trong nhà, không cho ăn, không cho uống gì đó. Nói mày bỏ Chúa của mày thì tao sẽ cho mày thức ăn, nước uống ngay tại chỗ. Mà họ bằng lòng mà trả cái giá đó. Anh chị em, khi chúng ta ngồi chúng ta tính sổ và chúng ta đã thấy rằng cái giá mà chúng ta đã chịu trả để chúng ta đi theo Chúa là nó rất là đắt, nhưng mà xứng đáng. Thì như vậy cái niềm tin của chúng ta nó không dựa trên cái vấn đề đó là đây là thời trang, đây là phong trào, đây là cái chuyện mà nhiều người tin Chúa thôi mình cứ đi theo. Không phải, nhưng mà là có một cái sự cân nhắc rất là rõ ràng. Và xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ nói như Phi-rơ và Giăng làm chứng về Chúa Giê-xu cho những người lân cận của chúng ta về thế nào mình đã tính sổ trả giá và mình thấy rằng Chúa Giê-xu xứng đáng để mình đi theo Ngài, và mình cũng kêu gọi họ cũng đặt lòng tin và đi theo Chúa như đáng phải đi theo. Amen anh chị em. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.